trên điện thoại giờ mới hỏi đến em. Con trông em hộ mẹ thế à? Trông em hộ mẹ mà giờ con hỏi mẹ em đâu? Em bố bé ở dưới ba rồi. Rót cho mẹ cốc nước. Ừ, bà dì lấy cho hai dì cháu ăn. Ờ, tủ ngăn trên ấy ra, lấy hai dì cháu ăn.